Rất đông du khách đến Rome vào mùa hè, nhất là trong tháng 7. Người Việt từ khắp nơi trên thế giới có mặt vào cuối tuần lễ này để tham dự lễ kết thúc hồ sơ cuộc điều tra cấp giáo phận phong chân phước cho vị Tô Tế Chúa Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Vào sáng thứ Năm, ngày 4 tháng 7 năm 2013, đã có thánh lễ tiếng Việt được cử hành bên dưới đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican Rodos, nơi hầm mộ của một số vị giáo hoàng, các vị hoàng tộc và nhà nguyện kính các thánh. Và khoảng 70 quý vị đồng hương người Việt đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y Thuận với sự hiện diện của nguyên Đức Tổng Giám mục địa phận Huế Stefano Nguyễn Như Thể đến từ Việt Nam, Đức Giám mục Giuse Võ Đức Minh địa phận Nha Trang, chủ tế và một số linh mục cùng đồng tế. Và lúc 9:30 sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 7, Đức Hồng Y Peter Turkson, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã chủ tế dân thánh lễ cùng với 6 vị giám mục, trong đó có 2 vị giám mục đến từ Việt Nam, cùng đồng tế với 63 linh mục khác. Vương cung Thánh đường Thánh Anton Padova, một cơ sở của dòng Thánh Francisco ở Rome, cũng vừa đủ chỗ ngồi cho gần 500 người tham dự thánh lễ. Qua bài giảng bằng tiếng Ý và tiếng Anh, Đức Hồng Y Turkson đã nhắc đến những nhân đức mẫu chuyện của Đức Hồng Y khi Ngài còn sống. Đúng vào lúc 11:30 sáng, tại Tòa Giám quản Giáo phận Rome, Đức Hồng Y Agostino Vallini đã chủ tọa nghi thức kết thúc hồ sơ án phong chân phước cho vị Tô Tế Chúa, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Trong phòng, chúng tôi ghi nhận có tất cả 5 vị Hồng Y và một số quý vị giám mục từ Việt Nam, nguyên Đức Tổng Giám mục địa phận Huế Stefano Nguyễn Như Thể, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục địa phận Nha Trang, Tổng đại diện Giáo phận Sài Gòn Linh mục Huỳnh Công Minh, đông đảo quan khách người nước ngoài, nhiều linh mục và các giáo dân Việt Nam đến từ Việt Nam, Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức. Hai người em ruột của Đức Hồng Y là bà Nguyễn Thị Thu Hồng đến từ Canada và bà Nguyễn Thị Thủy Tiên đến từ Úc. Một số thân nhân con cháu của ông Ngô Đình Luyện, bào đệ của Tổng thống Ngô Đình Diệm từ Pháp qua, cũng đã có mặt trong phòng họp. Phòng họp với sức chứa vào khoảng 200 người, khoảng 100 quý vị đồng hương đã ngồi ở phòng bên cạnh để theo dõi qua video trực tuyến phóng đài. Tiến sĩ Gregory Hilgerman là cáo thỉnh viên án phong chân phước của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, đã long trọng tuyên thệ trung thành, chu toàn việc chuyển tất cả hồ sơ tài liệu về tiểu sử nhân đức và các phép lạ ghi nhận từ vị Tô Tế Chúa đến Bộ Phong Thánh. Có 6 hộp lớn đựng hồ sơ tài liệu được niêm phong chứng nhận, gắn truyện có hàng si đỏ kèm theo các văn kiện giải thích và biên bản buổi lễ kết thúc. Các thùng hồ sơ với các số hiệu chỉ được mở ra bởi Bộ Phong Thánh. Được biết, các chứng từ tài liệu này đã được thâu thập trong suốt 30 tháng kể từ khi bắt đầu các cuộc phỏng vấn tiếp xúc điều tra được thu thập từ Việt Nam và trên khắp thế giới. Đức Hồng Y Vallini đã xác tín, gợi lại những giai đoạn nổi bật trong đời sống của Ngài, 13 năm tù đầy, trong đó 9 năm biệt giam. Vị cáo thỉnh viên, tiến sĩ Wadley Hegeman đã thuật lại với giới media tại Rome về câu chuyện Đức Hồng Y đã tháo các sợi dây đồng từ những sợi dây điện, bẻ từng khúc, kết thành sợi dây để đeo cây thánh giá mà Ngài đã làm từ miếng gỗ do những người lính bộ đội canh gác lén đem vào cho Ngài. Sợi dây với thánh giá thô sơ này đã mãi mãi ở trên người của Đức Hồng Y từ ngày ra tù cho đến khi qua Rome và đến khi Ngài mất. Bài đáp từ của cha Giuse Võ Đức Minh đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 và Đức Thánh Cha Francisco, các chức sắc của tòa giám quản, các cộng tác viên và các ân nhân đã góp phần trong việc khởi sự và tiến hành án phong chân phước cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Sau đó vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày 5 tháng 7 2013, có phần giới thiệu cuốn sách của Đức Hồng Y Thuận, trong đó đã giới thiệu về các tài liệu, những lá thư mục vụ mà Đức Hồng Y Thuận đã gửi cho giáo dân của Ngài sau Công đồng Vatican thứ hai. Điều ghi nhận ở đây là nội dung những lá thư mục vụ này có chiều hướng và nội dung tương tự như những bài viết của Đức Thánh Cha Francisco gần đây. Cả hai người đều quan tâm về nhân quyền, tính dân chủ và vai trò của giáo hội công giáo đối với quê hương đất nước. Những gì Đức Hồng Y Thuận đã viết trong các lá thư mục vụ năm xưa cũng chính là những gì Đức Thánh Cha đã viết cho các tín hữu nước Argentina gần đây trước khi Ngài lên cương vị giáo hoàng. Kết thúc buổi lễ, Đức ông Nguyễn Quang đại diện gia đình cựu chúng sinh Huế đã kính tặng Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình một tấm ngân phiếu và 4 cuốn sách tựa đề Tôi Tớ Chúa Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận do gia đình cựu chúng sinh Huế phát hành. Em gái Đức Hồng Y bà Nguyễn Thị Thu Hồng sau đó cũng đã ngỏ lời cảm ơn các chức sắc của Vatican, quý vị ân nhân, các cộng sự viên
Tất cả những ai đã trực tiếp hay gián tiếp đóng góp về mọi mặt trong tiến trình phong chân phước của Đức Hồng Y. Sáng ngày hôm sau thứ Bảy ngày 6 tháng 7, đông đảo đồng hương người Việt đã được vào cung điện Vatican tiếp kiến Đức Thánh Cha Francisco. Đáp lại lời chào mừng của Đức Hồng Y Tosson trong phần diễn văn, Đức Thánh Cha đã gọi Đức Hồng Y là người con phương Đông. Ngài nói, bao nhiêu người đã viết, đã kể lại những ơn lành và dấu lạ mà họ tin là nhờ lời chuyển cầu của vị Tô Tế Chúa Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì người anh đáng kính này, người con của phương Đông, đã kết thúc cuộc hành trình trần thế của mình qua việc phục vụ người kế vị Thánh Phêrô. Đúng 4 giờ chiều cùng ngày là thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Maria della Scala, nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y trước đây nằm trong khu Trastevere, vùng ngoại ô thành phố. Phần mộ của Đức Hồng Y được biết đã dời về nhà thờ này từ năm ngoái. Một câu chuyện bên lề, do hành lý thất lạc, Đức Ông Quang và người con của anh cả đã phải chịu mang trên người một bộ quần áo duy nhất khi tham dự thánh lễ. Đức Ông Quang đã mang áo lễ của Đức Ông Dung cho mượn. Vào trưa thứ Bảy, các CD để chung với hành lý đã đến La Mã. Tôi bỗng nhớ tới câu nói đường nào cũng về La Mã. Ở đây là những CD vui mừng và hy vọng đã về La Mã để kịp phát cho đồng hương kỷ niệm về biến cố trọng đại đáng ghi nhớ này. Lễ kết thúc hồ sơ án phong chân phước cho vị Tô Tế Chúa Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận.